như vậy đó thì rồi nó cũng sẽ qua. Cho nên nói tóm lại, khi mình ở trong thuộc cái nhóm là F0 thì đừng có lấy gì làm buồn. Bây giờ nó nhiều lắm, bây giờ tôi bảo đảm là nếu mình có, mình là cái người mà không có giao thiệp nhiều đi, mình cũng có thể nghe người ta mình bị có thể là hàng xóm, có thể là đồng nghiệp, có thể là đồng nghiệp của anh mình, có thể là họ hàng mình bị vậy đó. Rồi người ta cũng xuất viện, người ta cũng xuất viện, người ta cũng đi về. Nhân viên cùng trong nhi đồng một của tôi cũng có, một hai người có người xuất viện rồi, đó. Cô bảo mẫu xuất viện rồi đó. Thì mình phải hình dung như vậy, thì nếu mà bị F0 nó cũng không có gì lạ hết. Nhưng bây giờ cho đi mình phải phòng ngừa đó. Sau cái đợt này mình phải tự lo phòng ngừa để gì, để chờ vaccine người ta xuống Nếu mình là một người F0 thì chuyện đó không có gì lạ hết, bởi vì cái sinh hoạt của mình lơ là một chút là mình dính Thứ hai, nếu mình là F0 thì mình phải tưởng tượng cho được đây là một cái bệnh rất là giống như bệnh cảm cúm, đây là cái bệnh của một loại siêu vi, nó mới thôi chứ nó không có phải là độc tính gì nhiều rõ ràng mình xác định nhau. Bây giờ cho tới hiện nay người ta cũng nghiên cứu, người ta phải vậy, nhưng mà không có lơ là, không muốn, không để được lây thêm, không để được lây thêm là cái thứ nhất. Không có gì phải bi quan, bởi vì số liệu có rồi. Phải tập thở, để huy động phổi của mình và cho cái đầu mình đừng có lo lắm Phải ăn sạch, uống sạch, phải giữ vệ sinh. Nếu mình là cái người có triệu chứng mà mất khứu giác, vị giác thì phải ráng mà ăn, ăn gì cái đầu chứ không phải ăn gì cái miệng đâu, cái miệng không biết được ngon đâu Phải biết là mình ăn vô để sức khỏe mình mau hết, thì chúng ta làm như vậy Rồi chúng ta tự giải quyết với nhau, chúng ta tự tập thở với nhau, chúng ta tự chăm sóc mình, chúng ta tự giữ vệ sinh, chúng ta tự bảo vệ mình, tự bảo vệ cho người xung quanh đó. Trong cái nhà đó nếu mà tất cả bị hết thì cùng làm vệ sinh để bảo vệ hết. Thì tóm lại như vậy thì chắc là chúng ta sẽ phải ổn thôi trong khi thời gian chờ vaccine đó, chứ không có một cái gì mà đặc biệt hơn hết.